Dạ, em có thể giúp gì cho anh? Ở đây có bán cái gì mà bạn gái anh diễn tả gì nè. Nếu mà anh không mua cho em là coi như em mất nửa cuộc đời. Nếu mà anh không mua cho em là coi như em chết. Em chết cho anh rồi. Đó là cái gì vậy em? Em mua. Đúng rồi. Em mua có tất cả. Vậy mới đúng không? Cái đó là cái gì vậy? Anh muốn đó. Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp của bạn. Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp của bạn.